anh chị em ở hải ngoại quan tâm rất nhiều. Dạ. Thì mình trong trong cái cơ hội này, mình nên nghiên cứu giới thiệu những cái thành quả cụ thể trong đất nước để cho Dạ. một số anh em ở hải ngoại người ta hiểu được. Thí dụ anh nói là thí dụ như một một Dạ. số Tinh Văn người. Trực, anh Trực nick lúc trước là Là em Phúc Đinh Hoàng đó. Hoàng đó anh Vinh. À, thành ra anh nói bây giờ đó là anh góp ý với các anh em mà thường mở diễn đàn á, mình cũng đừng có xem nó là quan trọng quá, mà theo như anh nghĩ á, nó bây giờ riêng riêng cá nhân anh á, là anh nhiều khi anh ngồi anh suy nghĩ những cái nói cái xuyên tạc cái cách nói của tụi nó, là anh nghĩ nghĩ cũng như là mấy thằng khùng á, anh nghĩ nhiều lúc anh ngồi anh cười mình, nó nói tụi này sao mà nó không có cái cộng dây mắc Nhi nhục cỡ luôn, hay làm sao, gọi là nhi cộng dây nhục á, làm sao mà nó làm nhiều cái mình nghe mình mắc cười. Nó đi kiện thằng Trung Quốc, nó lấy gì tới ba mươi mấy tỷ đô la gì, mình nghe nó mắc cười. không phải ba mấy tỷ, cũng nói 36.000 tỷ. Thành ra anh nói là Thực sự thì em nói như thế nè, đối với những cái thành phần đó thì nói chung là nó bị thần kinh, nó có vấn đề mà mình cũng không cần thiết để mà mình nói về nó, tại vì những cái đó thì mong là bên những người ở hải ngoại thì người ta đã biết hết rồi. Thực sự ra mà nói, nó đánh vào cái tâm lý của người Việt của mình. Có một số người ta tưởng đâu thiệt mà ngồi mà lắng nghe nó thôi. bởi vậy anh muốn góp ý với anh em mà có điều kiện mở diễn đàn như này nè, mình giới thiệu Tốt những cái thành quả, những cái thành quả cụ thể trong nước của mình. Thí dụ bây giờ anh nói Bình Dương là trong một tuần em live stream 3 kỳ, thì em chỉ dành 1 kỳ, em chỉ dành một sẽ giới thiệu. Ví dụ như em có điều kiện em sưu tập lại hết các cái công trình, các cái thành quả gì cụ thể trong nước, mình giới thiệu cho anh em bạn bè ở ngoài nước ngoài cho người ta. Thí dụ bây giờ anh nói cái thí dụ bây giờ là cái thành quả mà mới nhận được đây là Việt Nam mình sắp sửa ngồi trong một cái ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, hay hoặc là nó có nhiều cái, anh nói là nó có nhiều cái sự kiện mà Việt Nam mình đang đạt được, hoặc là những cái công trình, những cái sự phát triển trong nước, mình nên, anh thấy là cái diễn đàn của em đó là bà con ngoài hải ngoại quan tâm rất nhiều, thì mình có một số người ta nghe cái bọn chống cộng cực đoan nó tuyên truyền, nó xuyên tạc, người ta cũng chưa có điều kiện để về đất về nước để người ta đi thực tế coi nó thực tế như thế nào, thì mình thông qua đây mình giới thiệu, có nghĩa là mình cũng không được, đừng có nên đặt cao vấn đề cái tụi ba ngoe này nhiều, mình đừng có nên nói tới nó nhiều nữa, là mình chỉ nói về cái sự phát triển của đất nước mình nhiều hơn, để cho anh em bà con ở ngoài hải ngoại người ta nắm được cái sự phát triển vượt bậc của Việt Nam mình. Anh nói thí dụ như bây giờ á, nó nói là nó sẽ lật đổ cộng sản Việt Nam gì, anh nghĩ là nó nằm mơ hay là sao, hay là nó muốn chết giống thằng Hoàng Cơ Minh. Hoàng Cơ Minh nó bị chết rừng, chết ở ở ở tạo bên rừng rừng Lào bên đó, nó bỏ xác giữa rừng Lào á, là tụi này nó muốn đi theo con đường của Hoàng Cơ Minh, chứ anh nghĩ rằng
nó không có làm được cái trò trống gì mà sao mà anh nghĩ rằng bây giờ á, mình anh nói cái câu nói này nó ngu di truyền, nó ngu từ thời chế độ Việt Nam Cộng Hòa mà nó ngu di truyền tới bây giờ. Tại sao anh nói như vậy? Là vì cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa nó được bố Mỹ nó cung cấp mọi thứ, xe tăng đạn dược máy bay coi như là đủ điều kiện, nhưng mà cuối cùng nó để thua một cái thằng cầm tầm dông vạt nhọn đứng lên hai tay không rồi phải bỏ đất nước chạy ra đi, mà bây giờ nó cứ hô hào tru tréo. Anh thấy nó không biết nó rồi bây giờ cái ngu thực tế bây giờ nè là thời buổi giờ là cái thời buổi mở cửa, nhà nước mình ra cái nghị quyết 36 là tạo điều kiện cho nó để cho nó có cái cơ hội để nó quay về nơi chôn nhau chắc rốn của tổ tiên nó, mà nó không có vận dụng được cái cơ hội đó để nó ngồi bên đó mà nó xuyên tạc, mà nó làm được cái gì. Thành ra là bây giờ mình cũng đừng có nên dành thời gian cho nó nhiều quá. Mình cứ cứ giới thiệu những cái thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam mình đã làm được thực tế cho bà con người ta thấy. Chứ bây giờ mình cũng đừng có nên quan tâm tới nó nhiều quá, rồi nó tưởng nó là quan trọng lắm, tưởng đâu nó là có cái vị thế gì mà mình phải quan trọng, mà mình phải phải quan tâm, phải nói tới nó nhiều. Nhưng mà anh nói từ đầu là mình cũng không không nên là xem thường nó, nhưng mà cũng đừng quá quá coi trọng nó. Là gì á, mình thí dụ như nó có những cái hành vi gì mình lên tiếng mình phản đối, mình đấu tranh để mình chống lại những cái luận điệu xuyên tạc là đúng, nhưng mà mình cũng không nên cho nó là quan trọng quá để nó tưởng đâu nó là một cái gì nguy hiểm lắm vậy. Anh nói thiệt chứ nó manh nha một chút là an ninh đã nắm trong tay, bây giờ mọi thứ an ninh nắm nắm trong tay, nó không có làm được cái gì cho đời hết à. Thành ra anh nói là mình cũng đừng có nên đề cập với nó nhiều quá. Ví dụ bây giờ cái diễn đàn của em đó là bà con anh em ở kiều bào bên ngoài giao lưu với em rất nhiều, thì mình trên cơ hội này mình cứ giới thiệu đất nước mình đi, mình giới thiệu những cái thành quả em đi thực tế em tìm những cái con số, những cái thành quả như những cái công trình thí dụ như hầm hầm chui Thủ Thiêm hay là những cái gì mà thành quả của Việt Nam mình nó vượt bậc đó, hay hoặc là cái cầu ở ngoài ngoài cái gì mới khánh thành vừa rồi, cái cầu vượt biển ngoài miền Trung đó, thì mình giới thiệu những cái thành quả cụ thể đó cho anh em người ta nó tốt hơn. Mình nói tới nó nhiều quá nó tưởng đâu nó là cái vị thế của nó quan trọng lắm. Anh đó là anh đó, hồi nãy anh nghe cái anh mới mới giờ tham gia, anh nói là cái đường lối của đảng mình á, anh cũng góp ý vậy nè, anh cũng theo cái ý của anh đó là nó như vậy nè. Anh nói thí dụ như bây giờ cái ghế, thí dụ những cái ngày đầu cái là cái phát minh đầu tiên ra cái người đóng cái ghế nó thô kệch, nó nặng nề, rồi một cái người kế tiếp đó người ta chỉnh sửa lại một chút, rồi cái người sau người ta chỉnh sửa lại một chút, rồi sau này cái ghế nó sẽ là thành một cái ghế hoàn mỹ, hoa văn đẹp. Thành ra nói là thí dụ như những trong cái thời kỳ mà
mà đất nước mình nó còn khó khăn thì nó ông bà người ta nói là cái khó nó bó cái khôn, thì những người ở giai đoạn đó người ta cũng có một cái tư duy, nhưng mà thí dụ như các cái đời sau thì người ta cũng dựa trên cái đường lối cái đường hướng đó người ta chỉnh sửa lại đôi chút để cho Việt Nam mình nó càng ngày nó càng vững vàng hơn, nó càng mạnh lên. Thì mình cũng phải nói rõ là cái công của cái người mà đầu tiên làm ra cái ghế đó, rồi các cái người đi sau mới dựa trên cái hình mẫu của cái ghế đó mà chỉnh sửa dần dần. Thành ra là anh nói là bây giờ thí dụ như người dân Việt Nam mình bây giờ là cuộc sống quá ấm no đầy đủ, phương tiện sống, chất lượng sống, thì có cái con hương đòn nó là mang cái tư tưởng phản quốc, nó là một cái di truyền của một cái sự ngu muội của chế độ Việt Nam Cộng Hòa nó còn vương vãi lại. Chứ còn những người như mình ở sống trong nước, mình cảm nhận được cái sự phát triển của đất nước, thì nó cái lời nói nó cũng như là một cái gì nó lẻ loi đơn chiếc ở ở trong sa mạc vậy thôi. Nó anh thấy cái cách nói của nó thì mình thấy mình cũng cũng khinh thường, nhưng mà cũng không đáng để quan tâm, bởi vì mình là những người chứng kiến trực tiếp ở ở ở thực tế. Mình bước đi từng bước, theo từng bước của đất nước, theo từng sự phát triển từng ngày của đất nước. Thì Việt Nam, Cộng sản Việt Nam ngày nay như thế nào thì chính những người dân trong nước người ta cảm nhận, người ta hiểu, chứ không cần đến những kẻ mà phản quốc, có tư tưởng phản quốc mà xỏ mỏ về để mà xuyên tạc bóp méo dân. Bây giờ là cái đầu của dân bây giờ là người ta cứng lắm rồi, không có lay chuyển được đâu, đừng có mơ. Nào, em có vấn đề gì cần góp ý với anh không? Dạ không không anh chia Em sẻ. có vấn đề gì cần góp ý với anh không? Dạ thôi anh chia sẻ những cái điều đó là những cái điều mà coi như em cũng đang ấp ủ để mà em chia sẻ trên cộng đồng mạng. Mà còn ở đây thực sự thì anh thấy như Hương Đòn nãy và nãy giờ comment ở đây thì mục đích có nghĩa là theo cái cách nghĩ của Hương Đòn là vào đây để dùng những cái comment này để có thể là phân tán tư tưởng một số anh em mình với các anh chị phía dưới diễn đàn. Cái thứ hai nữa giống như cũng muốn một tuyên truyền, nhưng thực sự Hương Đoàn anh nói cho em nghe là cái cách của em làm nó xưa lắm rồi, khó mà em cái từ ngữ cái trí của em. Nên nãy giờ thì em không muốn để ý Hương Đoàn này sự đó, cái đoàn đó còn theo cái kiểu tầm nó không có thực tế, không cứ để nó đi phương ít phải lóc để cho nó nghe. Nói chung một khi là con người toàn anh nói cho em nghe, một khi con người em đã không có lòng tin rồi, kể cả cha mẹ em cũng không tin. Mà cái của em đang suy nghĩ là do gia đình của em, điển hình là tại vì bản chất của em, đúng không? Nói thì nó hơi đụng chạm cha mẹ em mà em còn không tin thì nó thật sự
đã cha mẹ em còn không tin đúng không, thì đương nhiên người ngoài nó chả là gì của em, mà đã là người ngoài chả là gì của em thì ở đây anh với em chả là cái gì, thì cái tiếng nói của em anh chỉ coi là gió thoảng thôi, anh chả có bận tâm tới, hiểu không? Nên nói vậy chứ đừng bao giờ có vấn đề cái gì không tin anh, thằng chồng em có tin không? Đúng không, nói chuyện cái tư duy này của em, tư duy nó vẫn còn ấu trĩ đó, nên cố gắng đừng nên tự làm quá sức của mình nha ông Hương Đoàn. Nó nói cộng sản mê tiền vậy. Hương Đoàn ở trên thế giới này thằng nào không mê tiền, chỉ coi chơi Hương Đoàn. Thôi anh thì nói đúng ra là cái tâm nguyện của anh á, là hổm rày từ lúc mà em live stream á, là anh thấy, anh quan sát anh thấy là có rất nhiều anh chị em nước ngoài, thì cái ý của anh á, anh muốn góp ý với em vậy thôi, có nghĩa là mình hạn chế nói lại tụi tụi ba ngoe một chút, vì anh nghĩ là nó chẳng có chọc cứt, không có nên lỗ đâu, thành ra nó mà nhúc nhích là an ninh mình tóm cổ nó từ ngay trứng nước rồi, không có, nó không có làm được cái gì rồi. Thành ra bây giờ anh chỉ mong để gặp được em, anh góp ý em vậy thôi, hạ những cái